Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử thiện kính nam nữ gần xa. Hàng năm cứ vào tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về, hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu bốn biển nói chung, cũng như tại Việt Nam nói riêng, đều nghĩ tưởng đến tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, bởi tấm gương hiếu hạnh cảm động và người sáng của Ngài. Với dân tộc chúng ta, Vu Lan Thắng Hội đã trở thành ngày lễ truyền thống đẹp, ngày mà những con người phải làm tròn hiếu đạo của mình. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý, tại niệm Phật đường Liên Hoa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Đại Đức Thích Minh Phước đã tổ chức lễ thắp nén tri ân để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mọi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, bước vào tháng báo hiếu. Theo chương trình thì hôm nay Thầy sẽ tổ chức lễ hoa đăng cầu nguyện, cũng như là cài hoa hồng. Nhưng mà bây giờ thì gió lớn quá. Thì như mọi người đã biết á, bước đầu vào tháng 7 là chúng ta bắt đầu một cái mùa gọi là mùa báo hiếu, còn gọi là mùa Vu Lan. Tất cả những người con đều hướng về cái ngày lễ này để tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ. Thì hôm nay tại đạo tràng của chúng ta, thường thì ngày rằm tháng 7 tất cả mọi người đều phải vì công việc nên thường ở dưới nhà trù nhiều, không có được cài hoa hồng cũng như không có được dự lễ. Thì hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 là ngày đầu tháng của mùa báo hiếu khai kinh Vu Lan. Thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau, cùng nhớ lại cái công đức cao dày của cha và mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì trên thế gian này, vật chất nếu mất đi thì chúng ta có thể tìm lại được, nhưng duy chỉ có cha và mẹ mất đi thì chúng ta mãi mãi chịu cảnh mồ côi. Thì hôm nay nhân cái ngày Vu Lan, Thầy kính chúc quý Phật tử luôn sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Người xưa có câu: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, nếu không cha mẹ sao nên thân này. Thì thật vậy, cho dù một người nghèo, một người giàu, một ông quan, nếu không có cha, không có mẹ thì chúng ta không có được cái thân người như ngày hôm nay. Thì nhân ngày hôm nay, nơi đạo tràng niệm Phật đường Liên Hoa, Thầy xin đọc lại lời hoài niệm cha mẹ do Thầy viết cách đây 4 năm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi, Dạng Cổ Hiếu Xưng Danh, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mùa Vu Lan lại đến, dưới ánh sáng lung linh huyền nhiệm của
của tình thương và trí tuệ. Một lần nữa chúng con lại được quay quần bên nhau, lắng động tâm tư để cảm niệm về hai đấng sanh thành. Tiết tháng 7 chạnh lòng nhớ cha báo ân dưỡng dục, du lan đến bâng khuâng nhớ mẹ đáp nghĩa sanh thành. Cứ mỗi độ thu về lá vàng rơi rụng, ngoài trời lất phất mưa bay, những cơn gió thoảng qua như gợi lên trong lòng người một nỗi buồn man mác, quạnh vắng điều hiu. Tiếng chuông chùa trầm hùng ngân nga vang vọng, như thức tỉnh chúng con quay về với thực tại để lắng nghe, để hiểu và để cảm nhận nguồn yêu thương và tinh thần hiếu đạo. Thắp lên trong con ánh sáng của niềm báo ân dưỡng dục, hạnh phúc biết bao nhiêu cho những ai đang còn mẹ. Đó hoa hồng đỏ thắm cài lên áo, càng làm vui trong ánh mắt thêm long lanh cho những người con diễm phúc còn mẹ có cha trong cuộc đời. Mùa vu lan lại về hòa thêm tiếng kệ câu kinh báo ân cha mẹ, lòng chúng con như hoành thắt bao nỗi niềm bâng khuâng khôn tả. Nỗi khổ đau chen lấn trong niềm hạnh phúc, nét hân hoan sung sướng không lấp đầy niềm xót xa hiu quạnh của những tâm hồn thiếu vắng tình thương. Giờ đây trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, khối hương trầm quyện tỏa muôn phương, tất cả những người con, những tấm lòng hiếu thảo đang khẩn thiết thành kính hướng về cha mẹ, những tấm lòng và cảm xúc sâu lắng. Kính lạy cha, chúng con xin được chắp tay thầm niệm hướng tất cả về cho đấng cha lành nghiêm kính, hưởng trọn phần mạng nguyện trong giây phút du lan thắng hội, mùa xá tội vong nhân đang trở về. Ôi, còn gì cao quý hơn lòng thương yêu lo lắng của cha? Cha cho con một cuộc đời mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng cho con lẻ sống giữa miền trần gian. Trong những giây phút thiêng liêng này, nhìn lại những gì mà cha đã dành cho chúng con trong suốt cuộc đời thật vô cùng lớn lao, ví với núi Thái, nước nguồn, trời cao, biển rộng, khó nghĩ của tận cùng. Suốt cuộc đời cha đã hy sinh cho chúng con được no cơm, ấm áo. Cha đã tận tâm giáo dục cho đàn con dạy nên người. Nhờ ảnh hưởng nhân cách, đạo đức của cha mà chúng con được bơi lội tắm mát trong cuộc sống hạnh phúc an lạc. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con đen xì. Còn cha nhiều kẻ yêu vì, một mai cha mất ai thì yêu con.
cha đã lặn ngập trong biển đời nghiệt ngã. Cha đã tẩm đượm máu thịt khiến chúng con khôn lớn. Cha ngồi bên giường khi chúng con lâm bệnh. Cha nhường nhịn phần ăn thiếu hụt cho chúng con no bụng. Cha đã nhiều lần ôn tồn khuyên dạy trước những tánh hư, tật xấu của chúng con. Nhưng lương tâm cha cưu mang dằn dặt và cho chúng con mạch sống huy hoàng. Vì tương lai của con mà cha chẳng hề quản nhọc nhằn gian khổ, sớm nắng, chiều mưa không ngại gì. Không ngại gì nắng đốt trưa hè hay mưa dầm buốt giá của đêm đông. Những hy sinh to lớn nhưng nhận nại cần của cha nhằm với ước nguyện giản đơn. Cho chúng con ngày ngày no đủ, mong cho chúng con lớp lớp nên người. Cha còn đầu tư cho chúng con được những vốn luyến kiến thức với đức tính đạo đức thấm đậm tình người. Cha đã tận tụy chỉ cho chúng con từng đường đi, nước bước, từng kẻ tóc, đường tơ. Cha đã chuyển giao và trang bị cho chúng con những tư lương quý báu để làm hành trang, an tâm và tin tưởng vững bước vào đời. Cha đã dìu dắt chúng con trong từng bước đi giữa sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời. Mỗi bước chân con đi đều có cha bên cạnh, chỉ hướng cho chúng con khỏi lạc lối sai đường. Dòng cha trầm ấm khuyên răn mỗi chúng con phải cố gắng mà đi cho đến đích vinh quang. Quả thật cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xối mòn, là cả một đời vô biên quá. Nặng nghĩa tình cha như nước non, tình thương của cha là những gì cần thiết nhất của cuộc đời chúng con. Như ánh mặt trời đối với mầm non cây cối, bông hoa trên quả địa cầu, mẹ là trái tim, là bông hồng âu yếm, cha là mặt trời, là huệ trắng thơm tho. Lập thân tiến bước vào đời với bao lo toan tính toán, có những lúc cha trầm ngâm thương xót, đứng thật lâu bên bụi tre khóm trúc nhớ con. Dù chúng con ở lứa tuổi bao nhiêu, địa vị cao thấp giàu nghèo thế nào đi nữa, thì chúng con vẫn là con của cha. Chúng con nhớ tưởng hình dung cha như một tàn cây già lão, đã tàn phai theo năm tháng. Cha còng lưng vì gánh gia thế nặng trĩu, thời gian bào mòn sắc vóc. Cha thương nhớ con lòng buồn xe sắt khi gió mùa đông chớm lành. Cha ta như một tàn cây hoành, tóc đã phai màu theo nắng mưa. Sớm tối còng lưng bên ngọ trúc, thương con xe sắt gió giao mùa. Vậy đó mà chưa một lần nào chúng con để tâm đến những nếp nhăn cằn cỗi dần xuất hiện trên trán cha thân thương. Những sợi tóc hoa râm cứ điểm tô tóc cha thêm màu trắng đục. Rồi một phút nào đó chợt nhớ lại hơi ấm tình nồng lúc chúng con trong vòng tay lo lắng của cha. Muốn trở lại với người thì hỡi ơi đâu còn nữa. Bóng cha lành ngồi tựa cửa chờ con. Cha đã ra đi, cha đã ra đi mãi mãi.
hãy trở về đây, hỡi những người con thơ dại. Tất cả hãy phụ phục ăn năn những lỗi lầm gây thương tích trong trái tim cha. Dù chỉ một lần làm mắt cha sầu vơi. Thôi, hết rồi phụ tử đã phân ly, âm dương đành hai ngã. Còn đâu nữa hình dáng đứng đi thân thương triều mến. Còn đâu nữa lời dạy bảo ân cần nhắc nhở cháu con. Thêm một mùa thu vắng bóng cha, lòng con thao thức lệ chan hòa. Hôm nay, mọi cõi lòng của những người con chí hiếu đang vinh hạnh thể hiện nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa với các đấng sanh thành trong niềm hoan hỷ vô biên. Nhân mùa hiếu hạnh Vu Lan thì chúng con lại đứng lặng yên hồi tưởng về quá khứ với bao nỗi niềm thương tiếc nhớ, hoài niệm về một quá khứ đã trôi qua mà cõi lòng con cứ vương mãi tiếng khóc cha ơi cha, vang mãi không bao giờ dứt được. Ân hận vô cùng nay đứng trước bàn linh, xin cha nhận cho con hiếu tình thiếu sót. Rồi từ đây và mãi mãi về sau, đường đi chẳng thấy lối về, sóng vỗ gây nên dấu biển, cảnh trần xa cách mãi mãi, muôn thở tìm đâu thấy mặt. Kính lạy mẹ. Mẹ là đấng Bồ Tát với tình thương bao la diệu vời. Cúi mong mẹ thùy từ thương xót, minh giám cho đàn con của mẹ đang khấn đầu trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm hương trầm quyện tỏa, với hình ảnh trùng trùng oai nghi từ tôn chói lòi, ánh ánh y vàng hỏi sắc phước điền tăng, giữa những giây phút thiêng liêng giao cảm của thắng hội Vu Lan, ngài báo đáp ân cha nghiệp mẹ. Lòng chúng con nhớ lại hình ảnh của người mẹ nhân hậu thân thương, như đang sống lại những ngày đầm ấm trong vòng tay nâng niu che chở của mẹ. Mẹ ơi, tiếng gọi từ khi con bập bẹ biết nói đã phát ra lời này, cho đến bây giờ chúng con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là hương thơm, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời của chúng con. Khi con khát, dòng sữa ngọt thấm vào lòng con như vị cam lồ không khát. Khi con biết ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo, miếng cơm. Mẹ nâng niu, ấp yêu chiều chuộng khi con ngủ, thì mẹ là người đã hát ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu dàng im ả. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh. Những đêm trường mẹ thức suốt cả năm canh khi thấy con trở trời hơi gió. Bàn tay mẹ đặt lên gò trán con, miệng lăm răm khấn vái Phật trời mong sao cho con sớm tay qua nàng khỏi, để cho con có giấc ngủ yên lành suốt cả năm canh.
tất cả mẹ đều dành cho con. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, trằn trọc năm canh dài vì tương lai hạnh phúc cho đàn con thơ dại. Mẹ già hơn 100 tuổi, vẫn thương con 80. Ân ái có ly biệt chỉ hơi thở cuối cùng. Quả thật như vậy. Mẹ là ngọn đuốc tình thương thắp sáng cho chúng con trong đêm trường tăm tối, là ánh dương dẫn lối con đi trên bước đường đời lạc nẻo. Nếu đời là một bể khổ mênh mông với muôn ngàn đợt sóng dập dồn, thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Con còn có mẹ thì con còn tất cả. Con mất mẹ như mất cả bầu trời. Mẹ, mẹ vất vả chẳng nề gian khổ. Hình ảnh của người mẹ tần tảo, một nắng, hai sương, lam lũ, mẹ đã đánh đổi cả một đời son sắc tươi vui chỉ vì lo tương lai của chúng con. Mẹ muốn chúng con khôn lớn nên người, có sự nghiệp, công danh với đời, trở thành người có ích cho xã hội. Đành cực nhọc dưỡng nuôi con dài, gạt ưu tư dầu dãi thu đông. Nắng xe nắm má xuân hồng, gót son tố nữ bùng phong kính bùng. Mẹ ơi, chúng con chỉ là những con sống ồn ào, chỉ có mẹ là bến bờ phẳng lặng với bãi cát dịu êm. Con sống thèm thuồng ra đi với những chuyến hải hồ vô định, có biết đâu bãi cát vẫn đợi chờ, để khi con sống trùng chân quay đầu vỗ vào bờ cát. Mẹ im ái bao dung so dịu những đứa con lưu lạc. Có những con sống bạc đầu khi vào bờ vẫn phải phụ phục trong tấm lòng thương yêu của mẹ. Chỉ với một câu đơn giản, với ánh mắt hiền từ của mẹ đã so dịu vết thương lòng của con. Trong khi chúng con đã để bao tháng ngày đi tìm hạnh phúc giữa dòng đời chen lấn, biển kể con nghe cổ tích về mẹ. Con sống nào chẳng tìm lại bờ xưa, bên bãi vắng mẹ chờ mỗi chiều mưa. Con về lại vết thương đời mẹ chữa. Vậy mà có những lúc con làm cho mẹ buồn lòng, thì giờ đây chúng con xin nhân nơi mẹ lòng tha thứ. Giờ này chúng con mới biết trên đôi vai gầy guộc của mẹ chịu bao nỗi nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống. Lòng mẹ lại buồn khi chúng con trái nghịch. Chúng con có biết đâu thời gian nỗi nhọc nhằn và phiền muộn ấy đã cướp mất kho tàng quý báu của đời con. Mẹ hiền yêu quý của chúng con, buồn thay đến một ngày nào đó trong đời, nhìn vào đêm tối mông lung, khát khao tìm lại hình dung mẹ hiền. Một trời thương nhớ xây thành, mây buồn tóc rối giữa dành tan thương. Cánh chim bàn bạc kêu sương, đó hồng rụ cánh lòng vương vấn sầu. Mẹ ơi,
Sao mẹ nỡ bỏ chúng con cho đành hỡi mẹ? Sao mẹ không sống với chúng con, cho chúng con sớm khuya phụng dưỡng? Lúc trở trời, khi hơi gió, chúng con được quạt nồng ấp lạnh dưới gối mẹ hiền. Chúng con cứ tưởng luôn luôn được bàn tay ấm áp của mẹ ấp ủ cho tấm lòng lạnh lẽo của chúng con. Nào ngờ đâu, chúng con lại đem dòng nước mắt nóng sôi mà rưới trên nấm mồ hoang lạnh của mẹ. Than ôi, từ khi thơ ấu đến giờ, đắng cay phần mẹ, ngọt bùi phần con. Vì ai thân mẹ héo hon, thân cô dáng mẹ, lòng con ngậm ngùi. Mẹ ơi, càng nhớ mẹ chúng con không làm sao cấm ngăn dòng lệ. Sao cứ chảy hoài dầu chúng con cố nước ngược vào trong. Giờ đây chúng con càng cảm nhận được cõi lòng và mới hiểu thế nào là nỗi buồn mất mẹ. Mẹ ơi, trong cuộc sống có muôn ngàn lối rẽ, biết về đâu khi chúng con là những đứa con dại bơ vơ. Lòng nhớ mong và luôn sống trong tâm trạng đợi chờ, như đợi chờ mẹ hiền có ngày trở lại. Xin mẹ hiểu cho tấm lòng con dại, vì nhớ thương nên chúng con cứ suy nghĩ mong lung. Dẫu biết rằng không bao giờ chúng con có giây phút trùng phùng để được nghe lại những lời của mẹ, dầu đó là những lời rầy la quở mắng. Vậy chúng con mới thấu hiểu thế nào là ơn sâu nghĩa nặng của mẹ hiền luôn dành trọn cho đàn con. Dẫu chúng con có làm cho biển cạn non mòn, thì cũng không khó bằng đáp đền công ơn cha mẹ. Hỡi ôi, trên trời cao xa thẳm có nghe rõ lời tôi. Từ trần gian cát bụi, tôi đã mất mẹ rồi. Kể từ đó, ngõ trước quạnh hiu, vườn sau vắng vẻ. Đây là chỗ của mẹ ngồi, kia là giường của mẹ ngủ. Đâu đâu cũng phảng phất tưởng từ dung của mẹ hiền. Chiều hôm ấy trời giăng mây ảm đạm, không gian buồn trong cảnh vắng thê lương. Khói hương ơi sao đau đớn đoạn trường, chiều vĩnh biệt nghìn thu người hiền mẫu. Mẹ ơi, lòng chúng con hoàng thác nhớ thương thêm khi cánh hoa hồng màu trắng tan thương cài lên áo chúng con trong mùa báo hiếu du lan về. Một màu trắng lạnh lùng làm nước mắt tuôn rơi mặn chát trên đầu môi, để thấm vào lòng chúng con nghe bao cay đắng nghẹn ngào. Nhìn mọi người diễm phúc cài lên ngực áo cánh hoa hồng tươi thắm, thì chúng con lại thấy lòng buốt giá tuổi phận lắm mẹ ơi. Hận hụt tình thương miệt mài trăn trở, nhìn cánh hồng diễm phúc áo ai mang. Nặng trĩu tâm tư số kiếp bẻ bàng, màu trắng tóc tan cài lên số phận. Chúng con đã biết
chúng con đã không biết nâng niu, tận hưởng những tháng ngày còn được quyền khoe đóa hoa hồng vi diệu trên ngực áo của mình. Để bây giờ màu hoa ấy cứ mãi ám ảnh trong từng nỗi nhớ niềm thương, huyền ảo buồn vương trong từng hoài niệm. Kính lại cha mẹ, nếu tình thương có thể khiến người ta trở nên vĩ đại trong sức nhẫn nhục, thì cha mẹ là hiện thân của lòng bao dung và sức nhẫn nhục ấy. Những sự thật vẫn là sự thật, mối nghiệp oan này rồi con cũng phải đi qua. Miếm chặt môi đi giữa chặng thinh, cúi mặt xuống giấu đi dòng lệ nhỏ. Hãy cho con nguồn mật ngọt yêu thương, hãy cho con dòng sữa hiền tươi mát. Ôi, mật ngọt yêu thương giờ đã cạn, mất mẹ rồi con ngậm bú cay chua. Cha mẹ ơi, con muốn nhặt tất cả sao trời kết thành chuỗi ngọc lưu ly, tạo thành suối yêu thương để dâng lên cha mẹ. Bàn tay con bé quá, muốn múc nước đại dương làm sao con múc nổi. Chỉ có bóng mẹ cha khắc ghi vào trái tim và khối óc của con. Dù sức cùng lực kiệt, hơi thở có hao mòn, tình cha mẹ vẫn còn trong con mãi mãi. Vì tình cha mẹ là khối tình vĩ đại, một mình con sống hoang dại giữa cuộc đời và cứ mãi đi lang thang tìm kiếm. Hôm nay mùa Vu Lan lại về, con đang cố gắng thực hiện một cuộc hành hương về quá khứ, tìm lại bóng hình cha mẹ dấu yêu xưa, để được sờ lên đôi mắt hằn sâu nét khổ đau và mái tóc điểm xương của cha, để được cầm đôi bàn tay khẳng khiu sám nắng phong trần của mẹ, để được gục đầu vào lòng mẹ, tâm sự những chuyện vui buồn và được nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Hạnh phúc này đâu có bằng hạnh phúc nào hơn. Kính lại cha mẹ, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, trước dung từ của Đức Mẹ Hiền Quang Thế Âm, gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên trong màu huỳnh y giải thoát của chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, tất cả những trái tim đang khẩn thiết kính thành, đang rung lên cùng một nhịp của niềm báo ân sanh dưỡng, nguyện cho lòng thành của chúng con kết thành mây năm sắc, dâng lên cúng dường cha mẹ. Nguyện cho tất cả những người con hãy quay về với hài đạo của tự thân, vung trồng gương hiếu hạnh để đáp trả 4 ân, vung tròn hiếu đạo. Xin cho tất cả những người con biết quỳ xuống đảnh lễ niệm ân trước tấm lòng và công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nguyện suốt đời biết yêu thương và trân quý thiêng liêng phụ mẫu. Xin cho vô lượng trái tim của cha mẹ đỏ thắm màu sắc son được nhuộm ánh sáng từ bi của chư Phật. Đã mấy mùa thu rụng lá vàng, mấy mùa nhân loại đón Vu Lan, tình thâm phụ mẫu ngùi thương nhớ, hướng vọng về đây lạnh ngập tràn. Vu Lan là ngày của tình thương, ngày của hiếu hạnh. Chúng ta hãy cùng nhau dành trọn tâm tư chân thành hướng về báo ân đấng song thân. Nguyện trọn đời lập thân hành đạo để báo đáp thâm ân. Xin thành tâm cầu nguyện cho 5 tháng đều trở thành Vu Lan.
cho thế giới 3000 khổ lỵ tấm cam lộ, cho lời kinh Vu Lan vang vọng tình đời, cho trần gian không còn đứa con nào làm khổ cha mẹ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Giờ đây quý vị cầm những ngọn đèn trên tay, tiếp theo chúng ta sẽ thắp đèn để cầu nguyện. Như ca dao đã có câu: mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thì hôm nay ngày mùng 1 tháng 7, mùa Vu Lan tháng Hội, chúng ta thắp lên ngọn đèn để nếu mà cha mẹ chúng ta còn thì chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an, sống vui với con, với cháu. Còn nếu như cha mẹ chúng ta đã qua đời thì chúng ta hãy cầu nguyện cho cha mẹ sớm được siêu thăng tịnh độ. Sau khi thắp đèn cầu nguyện thì chúng ta sẽ tụng thời kinh báo hiếu. Chúng ta đồng quỳ lên và dâng ngọn đèn lên ngang trán của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm di diệu pháp ba thiên, tạo ngộ ngã kim kiên văn đăng thọ trì huyền giải như lai chân thiền nghĩa. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh đại bao phụ mẫu trọng ân, tôi nghe thế này một khi Phật ở trong một tinh xá giường cấm cô đạo, cây của kỳ đà cùng với tăng già có trên 2000 thêm 8000 người. Bây giờ Thế Tôn cùng với đại chúng nhân buổi nhàn du đi về phía nam, thầy đông sườn khổ chân cao như núi. Đức Phật Thế Tôn liền sụp lại ngay.
tôi bán vang rằng lại Đức Thế Tôn Ngài ở trên ngôi chi tôn chi quý thầy cả ba cõi cha lành bổn lời thiên thượng nhân gian thái điều cung kinh. Lệ đồng sơn khô kia này á nan ơi người tỳ xuân gia theo ta tu học trong bấy nhiêu lâu những sự thấy nghe. Đồng sơn khô ấy hoặc là đàn ông ai là cha mẹ thân trước của ta ngàn muôn ưng kiếp đời đã cách xa bởi thế ta nay chí thành kinh lễ. Chia làm hai vạn môn là đàn ông hay là đàn bà phân biệt cho ta bành đứng thế tôn con xem ở đời phàm là con trai mang đai hiê mẫu. Nam giới nhân người gần gãy ơn hoa phân sáp kiền xuyên nhẫn hoài cũng nhận ra đó là nữ giới nay người đã chơ sương trắng một màu. Đây là lời phận này á nan ơi về bên nam giới trong lũng bình sinh thường thường lui tới những chốn chùa chiền nhờ có nhân duyên nghe kinh lễ Phật kinh mến tăng già. Về ơi vang bao nhiêu sương trắng nhân thấy nặng hơn là sương nam giới còn như nữ giới trong lúng bình sinh nhiều lần sanh nở nuôi nâng con thơ. Một kỳ sanh mau đã trong mình giải ra sao đâu những người con bố tám thùng bốn đâu xưa ở trong mình giảm mất tính anh cho nên sương nhẹ. Tôi nghe vẫn nói thường xót vô cùng như dao cắt ruộng nước mắt chưa chan hai hàng châu lệ mà bạch Phật rằng lại đứng Thế Tôn. Nhờ về tam tham nghìn trùng lấy gì bảo đáp cuối sinh được phàn rủ lòng thương xót dài bảo chung con này á nan con về ân đức mẹ. Cựu mạng nhông mạng gỗ không kê xía khi vừa một tháng ở trong thai mẹ khác vì hạt sương dính trên ngọn cỏ sớm còn tụ đồng trưa đã tiêu tan. Khi được ngày tháng ở trong thai mẹ hình như sữa đằn đã chăng gì đâu khi được ba tháng ở trong thai mẹ dí như cục mau. Vô đề vô giá khi được bốn tháng ở trong thai mẹ mới dạng hình người khi được năm tháng ở trong thai mẹ có đủ năm hình chân tay đầu tóc. Mở gần lại đô thân ý hời khi được thấy tháng ở trong tay mẹ mới sinh đầy đủ 360 những cái cốt xương cùng là 84,000 chân lông. Đi chi mới đủ chinh khiêu mới thông khi được chinh phán ở trong thai mẹ mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ khá ngôn miệng khi không ăn qua quả cùng làm. Rùa gần đâu tàn ứng lên có mồm dãy núi gồm có ba quả mồm là tu di hay là núi nghiệp ba la núi mau núi này đồng thời.
động thai mẹ trong vòng 10 tháng trăm phần toàn vẹn mới đến ngày sanh. Nếu là con hiếu chăm tái thu mình thuận lối mà ra không đau lòng mẹ. Nếu là con bàn khiền đạo lòng mẹ buồn nhói từng hồi như đâm như xỉa như câu như cào như ngàn mũi dao đâm vào gan ruột đau đớn vô cùng. Xin đường thân này mừng thái vui thái yêu thái mến thái vạn bảo a nan công ơn từ mẫu gồm có 10 điều phạm kẻ làm con. Nhân về là 11 nhớ ơn mẹ ta 9 tháng 10 ngày cứu mang nặng nhông. 2 nhớ ơn mẹ ta khi sanh lung nở đau đớn vô cùng. Quên cả lo âu bốn nhớ lại công ơn mẹ ăn miếng đắng lại nhả miếng ngọt dành giùm nua con. Năm nhớ lại công ơn chỗ ước mẹ nằm chỗ ráo xây con. Bảy nhớ ơn mẹ ta dằn diệm hông phơ áo quần dơ giấy ô uế tanh hôi. Mẹ đành cam chịu tam nhớ ơn mẹ ta khi đi đâu sang. Trong lòng cay cay một phút chẳng ai chính nhớ công ơn mẹ vì sanh nuôi con mà mẹ cam lòng tạo bao ác nghiệp mười nhớ công ơn mẹ. Trọn đời yêu dấu không vốn nào ngơi để những ân chinh tháng 10 ngày cứu mang nặng nhọc bao kiếp duyên cùng nở ngày nay mới giàu thay. Bài bài sao tình khai thân trọng như non thái động tình sợ phóng tay áo the đành sông sên gương xa biến trang đài để nhị ân khi gần sanh nở. Nhận ông khổ vô còn cơ mang trong 10 tháng sanh nở sống đến ngày đứng ngồi coi nặng nhọc dáng dẻ tựa ngô ngay sợ hãy lo cùng lặng tử sanh giờ phút này. Mẹ ta khi sanh nở thân thể đều mở toan tâm hồn như mê mẩn mau mẹ chan hòa đầy chờ nghe thấy con không lòng mẹ mừng rỡ hai nương mừng lo lại đến. Từ ăn đắng nhã ngọt mẹ tôi lòng thành thân thương con chẳng chung ơi nhã ngọt nào có tiếng ăn đắng nói cùng ai yêu dấu như vàng ngọc. Rồi nhận mong con nọ ấm mẹ đôi rách cũng vui để ngủ ăn sẽ con tơ thăm tự mình nằm chỗ ước rồ đạo để sẽ con hai vũ phòng đôi khác. Sườn bảo nêu nằm dần ngủ nâng niu tựa ngọc vàng những mong con vui vẻ lòng mẹ mới được yên đề lụng ăn bu mâm nuôi nâng. Đàn ông cha thắm tựa trời chở che coi bình đẳng cha mẹ cũng thế thôi chẳng quản câm mù điếc chẳng hiểm quấm chân tay bởi vì con ruột đẻ. Vậy để ta an tâm gọi dàng dỗ dỗ người có nhan sắc lại thêm phấn xa sông mài xanh như liễu đục má đỏ tựa sen hồng.
Giờ rạng quan ngang có sao quần áo sạch bùi tóc gọn là xong để ban ân đi xa lòng mẹ nhớ thương từ biệt lòng khôn nhẫn sinh lý và đáng thương. Điều thượng thượng nhớ sớm tới dẫn dân dương như vượng thượng con đó khung khung đoạn căn trường để cứu ân vì sanh con mà mẹ cam lòng tạo bao ác nghiệp. Cộng lão tư vạn đời mong mới cùng nuôi nắng mong sao con ăn chơi nhường cơm cùng rẻ áo mẹ đối đất cùng vui khôn lớn tìm đôi lứa gầy dựng cho nên người. Trọn đời thương yêu con công cha cùng đứng mẹ cao sau tựa vực trời mẹ già hơn trăm tuổi giận thương con tám mươi bao giờ ăn quen hết. Phật bảo A Nan ta xem chúng sanh dẫu làm được ơi lòng còn ngu mội gian nghĩ mẹ cha công đứng kể ra như non như bể. Chàng nghèo chẳng từ mẹ mang thai con trong vòng mười tháng ngồi đứng không yên như mang gánh nặng ăn uống chẳng ngon như người mang bệnh. Đền ghi sanh nở chiều khổ mọi đường phúng dây hay dở kinh sợ vô thường như giết trâu về mau mẹ lai láng còn nhiều khổ nữa mới được thân này. Nhà bội nhà ngọn nắng niêu dưỡng dùng dằn vũ dây giờ không nề gian khổ bưng bối nồng nàng rẽ mưa cơ hàng lầm tháng tân khổ mẹ nằm. Để rể con ba năm bố mâm bồng bê nắng niêu dài bao đủ điều lễ nghi phép tắt cho ăn đi hậu tìm đủ mọi nghề đưa đón đi về cần lao chăm chút. Trời nắng trở trời toàn trăng cuốn gió bên nò chính kia bóng hoa xài đèn than thuốc đâu đâu một mình lo lắng. Nam canh do gió bệnh con có khỏi lòng mẹ mới yên mong con lớn lên con thảo con hiền để mà trong cây không ngờ ngày nay. Mẹ già cha yêu con chẳng đã đặng khai giả sống thân nói năng cắn cầu dương đòi mang chậu khinh rẻ mẹ cha chú ba ông bà cô gì chẳng nể anh em cũng kệ. Ô nhộn nương nhà vắng trung băng nghĩa băng yêu băng lường thêm nữa coi thường mẹ cha cũng kệ sớm diện chẳng nể chửi bới nhau lương sớm tôi ra giàu. Rồi làm mẹ cha mẹ cũng thừa thầy trên cũng mặt bé thì ai chấp người những ân niu dần dần khôn lớn gai ngành mọi điều chẳng hòa chẳng thuận. Bỏ cả bạn lành giáo du bạn á tập thôi xa hoa chơi khắp gần xa thất thường điên dở bị kẻ dỗ dành mân cả thanh danh bỏ làng trốn mất. Chà lì miệng quê nhà ráng nhìn quê quán hoặc vì buôn bán hoặc bởi tổng quân thêm nhiễm dần dần trở nên lưu luyến vợ nọ con kia chẳng thiết đi về. Người lại hái rong chơi bị người lừa gạt tay và liên miên pháp luật gia hình tù lao cấm cố cần gỗ mọi điều chẳng may yêu đau chứng kia tật nòn.
ai kẻ thánh thân, ai người chăm sống, cha cách biệt thân tin biết đâu cam chịu ưu sầu. Quê người đang khanh khốn khổ, gầy còm không người trông nom. Là bạn đơn họ gì thế cha đi không, người mai tan trường phình thôi. Nắng dậy nắng dầm mưa, hai cốt bãi bừa cho cày nhai sen. Khi đoạn tinh buồn lường những đau thương, nhường đau như cắn hai hàng nước mắt. Là chả chưa trang quần gì quá thương, kết thành bệnh khí hoặc là đến chết. Cho ai khơ khơ dư mãi hoàng, là vì con chắc chăm học tầm gì mãi. Rong chơi nay đây mai đó, cùng bán vô lòi làm điều vô ích, giao du trộm cắp. Rồi chàng ánh ngang đánh cờ đánh bà vàng tam đôi á lị đến đón thân. Này sớ mai tầng lên đón xuống phụ mẹ cha ô rủ khốn khổ gì con nào con có biết. Trầm não ngân sợ mưa thơ mùa đông rén rung bứng bối. Chẳng nhìn sớm tối ấm lạnh quang nồng. Chẳng duyên chẳng thâm chẳng hồ chẳng hà mẹ cha già cả hình dốc gầy còm. Vậy giờ mang nhiên mẹ già qua quá trời trời. Một mình luôn những buồn tên như người ngủ trò chiên gối. Mộng phòng năm cánh gió gió mùa đông sương giông. Trời gài cán con nào ai hỏi đến mẹ đề đường. Nhớ từ bán tự thương khi đem thương ăn dần lên. Cha mẹ thì lại giữ kẻ rằng ngưỡng rằng em. Vì đêm qua bánh cho vợ cho con mặn gian mài dài không hề xấu hổ. Vợ con dặn báo phải đúng như lời cha mẹ hết nơi không hề hôi cái. Khi vợ gả chồng hay còn ở chung đó ra hiếu thảo. Khi đá gà bán về ở nhà người một ngày một lời thiết. Vì cha mẹ những ngày vô Tết có đảo về qua với dầu mẹ cha. Liền rành giận như tòa vẽ oán hờn. Chồng chửi nhân nhân đánh cam lòng. Chịu khác họ khác làng tình nghĩa. Kéo sơn qua ra thăm tòng mẹ cha máu mủ. Qua đi theo chồng về người đất khách quận nọ tỉnh kia. Cha mẹ xa lìa làng không thương nhớ. Chẳng viên chẳng thăm thư tin. Cũng không tuyết không tin tức. Gà lợn nhân bàn hoàng sớm chiều mong mỗi công. Đứng cha mẹ vô lượng vô biên. Con chẳng hiếu hiền ở đời cũng lắm. Khi ấy đại chúng nghe phần nội ra công đứng mẹ cha. Còn đều đơn dậy qua đã nhớ mình đậm đầu lăng không máu. Mẹ trào trang lai láng cả nhà chết ngất cả ra. Hồi lâu mới tỉnh mà nói lời này. Đào lòng đã ruồng lũ con ngày nay tôi nhớ ngậm đầu. Xưa có bia đâu mờ như đêm tối. Ngày nay biên hối thì sự đã rồi đau đớn lòng tôi. Cô gánh cho và rồi sẽ kè và vóng ngọc hào quang ra tay cứu nhớ. Làm sao báo được ân đương mẹ cha phần liền nói ra đầy đủ tám dòng. Vì có kẻ nào hái dai kiều em ra mẹ đi chơi suốt cả mọi nơi. Trên rừng dưới biển ai dai nặng để mòn đến cả xương mau chạy cùng đường. Còn vợ bao đường ông đứng mẹ cha kể trong muôn một. Với lại có người gặp khi đôi kêu căng hết thịt. Mình cùng nuôi cha mẹ khỏi lúc nguy nan. Riêng mình cam chịu
Trần ảnh muôn kiếm đề báo tam ba chẳng được một phần kể trong muôn môn dí lại con người đãi trong nghìn kiếp tự tay cầm dao khoét đôi mắt mình. Chừa bên mẹ cha như thế cũng là chưa trả được ăn kể trong muôn bò vi lại có người trải trăm nghìn kiếp điều tự tay mình cầm dao khoét ruột mong lấy tim gan. Chừa bên mẹ cha như thế cũng là chưa trả được ăn kể trong muôn bò vi lại có người trải trăm nghìn kiếp vì tội mẹ cha trăm nghìn dòng dao băm dầm thân thế thịt xương tan. Kề đồng ơn một dí lại có người trải trăm nghìn kiếm vì bảo ơn mẹ lấy mình đụng lên làm cây đèn thịt cúng dường chữ vác như thế cũng là chưa trả được ăn kế trong muôn mồm. Chuyện gì bên mẹ cha đã xương lấy tuy để làm than nữa chừa bên mẹ cha như thế cũng là chưa trả được ăn kế trong muôn một dí lại có người gì cứu mẹ cha trái trăm nghìn kiếp. Trời đẹp ca mình như thế cũng là chưa trả được ăn kể trong muôn mòn bây giờ đại chúng nghe và nói rồi trong dạ bồi hồi ruột đau như cán hai hàng nước mắt. Mà bạn vang rằng còn muốn đền ơn công đức mẹ cha cuối sinh phần đã rủ lòng chỉ bảo đừng phân liền báo cằn kẻ môi lời này chúng sanh ơi muốn đền ơn nghe món là một lẽ. Kinh biểu rằng xa cho nhiều người tông hay vì cha mẹ đồng đồng kinh này chuyện ơn chớ đoạn ba vì mẹ cha sám hối làm trai bốn vì mẹ cha cúng dường tam bảo. Chờ đồng sao ngày đây phải nên nhớ giờ sao vì mẹ cha thường hay bố thí làm mọi việc lành làm được như thế thật là con hiếu cứu được cha mẹ xíu thân cần lạc. Phạm bảo á nan ở trên thế gian nhận người ba hiếu sao hết duyên trần nguyện gái sáng thân chôn vui vui đó còn vận linh gian là cái chân thân phải vào địa ngục. Ruộng rộng thế về tao ngàn ngày số bốn mặn lại gò đường sắc tường đồng lửa cháy tư tôn toàn dày thêm đường đường cò lửa bên cháy đỏ hồng hồng bầu cháy tư tôn thấy mà kinh sợ. Sao giờ động đơn gió ra răng đồng phun ra phói lửa đột cháy tội nhân lại còn đường đông đúng rồi sùng rộn đó ngay vào miền nhân kẻ tội nhân vì tội bằng hiếu cài giả mẹ chăng. Ở đồng ngâu ấy ướm dao sao gây đồng chém suốt ngày như hạt mưa bay đến gồng rơi xuống trời đồng nhìn kiếp không hút nào nguôi hết hạn ấy rồi. Đội dầu mau xe xa nghiêng thay mình mấy chân tay dầm nhờ tàn ná một ngày phải chết đến ngàn ngàn lần ô xóa gian thường gì chẳng bán hiếu phần lại dài rằng gì có thiện nam ấy là hiếu tử thật làm. Chờ anh kinh này ra biếu cho người đồng hình được một quyển được một đức phật hình được mười quyển được mười đức phật hình được trăm đức phật hình được ngàn đức phật hình được muôn đức phật. Lời tìm môn đi về vương ơn đã lấy là lời vật chớ có coi thường địa ngục dân dương khó lòng thoát khỏi bây giờ a nan cùng chư đại chung. Và dạ, rõ la xa người cùng bi nhân được nghe Phật nói điều và nguyện rằng Nam mô đại hiếu mụn kiền liên Bồ Tát Nam mô đại hiếu mụn kiền liên. Đại hiệu mộng kiện liên Bồ Tát nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
do thời tiết mưa, cũng như là cái chánh điện của chúng ta chưa xây xong, thì do trời mưa nên chúng ta tạm ngưng cái chương trình này. Quý Phật tử mình dọn dẹp, mình sách kinh kệ đồ vô nghỉ. Thank you.